Chương 241, tôi đợi người. Bố nghĩ gì thế, con và cô ta đã tách ra rồi." Lê Văn Vân hết chỗ nói, trả lời hai câu rồi vội vã cúp điện thoại. Lê Văn Vân thở dài một hơi, gọi một chiếc taxi chạy đến khách sạn Phú Thịnh. Rất nhanh sau đó, anh đã đến trước cửa chính của khách sạn Phú Thịnh. Khách sạn Phú Thịnh là một khách sạn 5 sao cao cấp ở Lâm Hải, quy mô cũng khá lớn. Trước cửa, Đặng Hân Hân đang đứng ở đó chờ đợi bên cạnh cô là một người đàn ông không cao lắm có hơi mập anh ta đang mở miệng nói với vẻ mặt nịnh nọt hân hân à anh biết em thích đồ cổ đến lúc đó em thích cái gì thì cứ nói với anh đặng hân hân nhíu mày trả lời cảm ơn tôi không cần nếu có món đồ tôi thích tôi sẽ tự mình đấu giá đừng khách khí như vậy mà lần này em trở về lâm hải anh hẹn em nhiều lần rồi nhưng đều không được lúc nào em đang làm việc anh đều nói với bố mẹ anh về em bọn họ vô cùng hài lòng đối với em, bất kể là công việc hay là gia đình. Bố mẹ anh còn nói lúc nào có thời gian thì hẹn bố mẹ em ra ngoài ăn cơm. Người đàn ông mập mạp kia cười hì hì nói. Đặng hân hân nhíu mày mở miệng, Hoàng Ngọc Tuấn, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không thích anh, anh đừng bám theo tôi nữa có được không? Tôi đã có người tôi thích. Từ hồi học cấp 3 em nói em đã có người mình thích, nhưng sao tới tận bây giờ lại không thấy em đưa ra chứ? Hoàng Mậu Tuấn nói, chúng ta mau vào thôi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Tôi đợi người, Đặng Hân Hân nói. Audio điện tử võ tấn bền. Lúc này, Lê Văn Vân ho khan một tiếng đi tới, Hân Hân, tôi đến rồi. Đặng Hân Hân nhìn thấy Lê Văn Vân, trên mặt thoáng qua một tia mừng rỡ, cô vội vã đi tới. Hoàng Mậu Tuấn thấy Lê Văn Vân, đầu tiên là hơi sướng sờ, sau đó khách cười nói, đây không phải tên tội phạm cưỡng hiếp của nhà họ Lê Chín năm trước sao? Lê Văn Vân nhướng mày, nhìn anh ta một cái rồi hỏi, anh là Xin tự giới thiệu một chút, tôi là Hoàng Mậu Tuấn, nhà chúng tôi là nhà buôn đồ cổ lớn nhất Lâm Hải. Anh ta ngạo nghễ nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, sau đó nói với Đặng Hân Hân, Hân Hân, sao em lại biết người này? Anh ta là tội phạm cưỡng hiếp nổi tiếng ở Lâm Hải bọn anh. Chương 242, Minh tinh ngà Lúc này, ở hàng đầu tiên đang có mấy thanh niên đeo kính mát đang ngồi. Bọn họ bắt chéo hai chân, thời điểm nhìn thấy bọn họ, trên mặt rất nhiều người đều hiện vẻ kiêng kỵ. Mấy người này chính là Phương Quân, Liễu Bạch, Trương Dục, cùng với Lê Hoán. Không nói đến Trương Dục, ba người khác là Phương Quân, Liễu Bạch cùng với Lê Hoán đều là phú nhị đại cao cấp nhất Lâm Hải. Bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cũng không có ai dám trêu chọc bọn họ. Phương quân nhìn thấy Lê Hoán đeo găng tay, cười hì hì nói, chật chật, Lê Hoán này, không phải tôi nói cậu chứ, vậy mà lại bị một người mới ra tù, bị nhà họ Lê các người đuổi cổ biến thành như vậy, mấu chốt là bây giờ tên kia vẫn còn tốt đẹp hoàn hảo, nói ra thì ngay cả tôi cũng đều cảm thấy mất mặt. Lê Hoán hừ lạnh một tiếng, hai chân bắt chéo ngồi ở đó bĩu môi nói, chẳng phải hôm nay Trương Dục đã nói rồi sao? Chuyện cậu và Liễu Bạch ở nhà hàng Vinh Hoa tôi đều đã nghe hết rồi muốn đuổi người ta đi, kết quả lại khiến chính mình bị đuổi, bị tần trung lưu đánh văng ra ngoài. Phương quân chừng mắt nhìn Trương Dục một cái, sau đó cười lạnh nói, cái thằng khốn đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh ta biết hậu quả khi đắc tội tôi là gì. Nói xong, anh ta nhìn về phía Lê Hoán hỏi, thế nào? Có muốn hợp tác trừng trị tên Lê Văn Vân đó không? Trừng trị thế nào? Lê Hoán bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản, tôi đưa người, anh đưa tiền. Phương Quân nói: "Hình như tên Lê Văn Vân này từ nhỏ đã có khí lực rất lớn. Nếu đánh nhau thật, tôi có quen mấy người luyện võ, thủ đoạn cũng khá nhiều, tôi dẫn người trừng trị anh ta, sau đó anh trả tiền, trả bao nhiêu đều do anh phụ trách, thế nào?" "Không thành vấn đề." Lê Hoán bình tĩnh nói. Ở bên cạnh, Liễu Bạch luôn mang bộ dạng lạnh lùng cao ngạo không hề tiếp lời, chỉ ngồi ở đó mở miệng nói: "Đấu giá sắp bắt đầu." Ở phía sau, tại chỗ ngồi của Lê Văn Vân, bên cạnh anh đặng hân hân hàng phấn nói lần đấu giá này người ta nói sẽ có rất nhiều đồ vật có giá trị rất cao tôi nghĩ chắc là mình không mua nổi chỉ tới xem một chút mà thôi lê văn vân gật đầu mặc dù anh có hiểu biết chút ít đối với đồ cổ nhưng cũng không phải đam mê đây chỉ là một trong những thứ mà người gác đêm bắt buộc phải học sau lưng hà mậu tuấn vừa cười vừa nói không sao cả em thích cái gì thì cứ trực tiếp nói với anh anh mua cho em là được đặng hân hân nhíu này không phản ứng đối với anh ta. chương 243, 75 tỷ. Bởi vì hội đấu giá không có phát sóng trực tiếp, cũng không có quay phim để đưa lên tivi cho nên không cần phải có tiết mục mở màn làm nóng gì cả, trực tiếp tiến hành đấu giá. Nói xong, một tay cô ta cầm microphone, tay còn lại cầm một cây búa. Món đồ đấu giá đầu tiên là một bức tranh chính gốc của đường dần, tranh cung nữ. Trong lúc Tần Tuyết Nhi giới thiệu, hai người đẹp ôm một bức tranh tiến lên, sau đó chậm rãi mở bức tranh đang cuộn tròn ở trước mặt mọi người lê văn vân nhìn thoáng qua khóe miệng hơi dương lên nói không ai kiểm nghiệm đó là đồ thật hay giả sao hư người tổ chức lần đấu giá này cũng giống với chúng tôi là một trong những nhà buôn đồ cổ lớn nhất toàn quốc bán hàng giả đồng nghĩa với việc phá hủy thương hiệu của mình ở phía sau hà mậu tuấn cười lạnh nói anh có biết giá cả của bức tranh này không đó là một con số mà anh nghĩ cũng không dám nghĩ hôm nay coi như để anh mở mang tầm mắt à cho nên anh vừa mới nói sẽ không để cho hân hân mua phải hàng giả hóa ra cũng chỉ là nói bừa bởi vì đồ đấu giá đều là đồ thật lê văn vân bĩu môi cười nói hà mậu tuấn tức giận đến mức mặt hơi ửng đỏ ở bên cạnh đặng hân hân lại nói qua bút tích thật của đường dần thấp nhất cũng phải mười mấy tỷ mới có thể mua được cô rất thích sao lê văn vân hỏi bất kỳ một người siêu tầm đồ cổ nào cũng muốn có bút tích thật của đường dần nhưng mà tôi cũng không có cách nào thứ này thật sự quá mắc đặng hân hân nói tôi siêu tầm một số thứ lặt vặt cũng được siêu tầm đồ vật đỉnh cấp thì tôi không có tư cách hân hân chỉ cần em nguyện ý làm bạn gái của anh anh sẽ đấu giá cái đó cho em nhà anh cũng có một bức tranh của đường dần đến lúc đó chuyện tốt nhân đôi anh trực tiếp tặng em hai bức họa làm lễ hỏi cưới hà mậu tuấn ở phía sau mở miệng nói không cần, cảm ơn, đặng hân hân bất đắc dĩ nói. Lúc này, phía trước sân khấu, Tần Tuyết Nhi mỉm cười nói, giá khởi điểm, 60 tỷ. Em mờ thanh vừa hạ xuống, phía sau Lê Văn Vân, Hà Mậu Tuấn đã giơ thẻ trong tay lên, 66 tỷ. Không ít người nhìn về phía anh ta, có người kinh ngạc thốt lên, đây không phải cậu ấm của Tinh Vân Trai, Hà Mậu Tuấn sao? Sao anh ta lại chạy tới đây? Tinh Vân Trai là tên gọi tiệm bán đồ cổ của nhà anh ta, ở các chợ đồ cổ trên toàn quốc đều có cửa hàng, bao gồm cả cửa hàng ở Giang Thành bên kia. Hà Mậu Tuấn nhìn thấy mình bị người khác nhận ra, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. 75 tỷ. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ở phía trên bên phải vang lên. Lê Văn Vân nhìn theo tiếng nói, phát hiện người ngồi bên đó là một người phụ nữ dáng người yểu điệu đeo kính đen. Bởi vì đeo kính đen cho nên không thể thấy rõ dung mạo của cô ta, nhưng nhìn từ thân hình thì chắc là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Chương 244, là cái thằng khốn đó. Âm thanh rơi xuống, toàn trường đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Bút tích thật sự của Đường Dần là vô giá, thế nhưng bản vẽ này rất nhỏ, kỳ thật hơn 120 tỷ đã là mức giá cực hạn rồi. Ai cũng không nghĩ tới, Lê Hoán lại nâng giá lên đến 150 tỷ. Trên sân khấu Tần Tuyết Nhi cũng mỉm cười nói, anh Lê số 3 ra giá 150 tỷ. Còn ai ra giá cao hơn không? Phía sau Lê Văn Vân, Hà Mậu Tuấn nhíu chặt mi tâm. Anh ta không nghĩ tới món đồ này lại được nâng giá cao như vậy. Hơn nữa, người ra giá lại là Lê Hoán. Nếu như anh ta cạnh tranh với Lê Hoàn, đến lúc đó không nói đến vấn đề lãng phí tiền bạc, anh ta còn có thể đắc tội với Lê Hoán. Mặc dù gia đình anh ta có tiền, nhưng so với nhà họ Lê thì thua kém không biết bao nhiêu tài chính anh ta có thể điều động cũng chỉ khoảng 150 tỷ mà thôi, tăng thêm nữa thì sẽ đến một mức giá anh ta không trả nổi. Sao vậy, không tăng nữa à, Lê Văn Vân quay đầu, cười như không cười nhìn anh ta, không phải anh vừa mới nói muốn đấu giá tặng cho hân hân sao. Lúc này mới có 150 tỷ mà đã không muốn rồi. Hay là, anh không có tiền. Hà Mậu Tuấn ngẩn ra, cắn răng nghiến lợi nhìn Lê Văn Vân nói, hừ, tôi có đấu giá hay không mắc mớ gì tới anh. Tôi mở miệng tối thiểu cũng phải 150 tỷ, còn anh thì sao? Một tên ở trong tù ngây ngốc suốt 9 năm, đây là lần đầu tiên nghe thấy con số này đúng không? Bây giờ anh đào đầu ra 150 ngàn, nếu như có gan, anh dơ thẻ thử xem. Hiện tại nếu như dơ thẻ, cũng có nghĩa anh phải ra giá hơn 150 tỷ. Hàng đầu tiên, khóe miệng Lê Hoán lộ ra một nụ cười bình thản. Anh ta cho rằng trong hội trường này, không ai dám tranh đoạt cùng với anh ta ngay cả Liễu Bạch và Phương Quân ở bên cạnh anh ta cũng không có tư cách. Trên mặt Tần Tuyết Nhi lộ dáng vẻ tươi cười, cô ta mở miệng nói, 150 tỷ lần thứ nhất, 150 tỷ lần thứ. Đúng lúc đó, ở phía sau, Lê Văn Vân giơ thẻ bài của mình lên thản nhiên nói, 165 tỷ. Xôn sao? Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều đưa mắt nhìn về phía anh. Thời điểm Lê Hoán bỏ ra 150 tỷ đã đủ khiến mọi người kinh hãi chương 245, xin lỗi anh. Trên sân khấu, người chủ trì cũng nhíu mày một cái. Cô ta nhìn về một bên khác, đó là vị trí ngồi của người tổ chức hội đấu giá lần này. Tiếp theo, tại chỗ đó có một người đàn ông mặc đồ tây mang giày ra đứng lên, đi về phía Lê Văn Vân bên này. Anh ta đi thẳng đến trước mặt Lê Văn Vân, sau đó mở miệng hỏi, anh Lê, anh xác nhận mình có thể lấy ra nhiều tiền như vậy không? Anh ta lấy ra được mới lạ, không đợi Lê Văn Vân nói, Hà Mậu Tuấn ở sau lưng đã cười vì một tiếng nói rằng, một kẻ mới ra tù thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Anh bảo anh ta lấy ra 15 triệu còn khó chứ đừng nói 165 tỷ, anh ta cố ý giả vờ nâng giá thôi, có lẽ tưởng rằng Lê Hoán sẽ tiếp tục tăng giá. Người đàn ông mặc đồ Tây mang giày ra không để ý đến anh ta, chỉ nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cười khẽ, đang nghĩ có nên lấy thẻ kim cương ra không? Đúng lúc đó, ở hàng đầu tiên, một âm thanh mười phần trung khí lãnh đạm vang lên, tôi chứng minh cậu ấy có thể lấy ra được. Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn về phía tiếng nói. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên bị cụt một tay, đồng thời cũng là người ngồi ở hàng đầu tiên, chính là Lôi Bân. Lê Văn Vân kinh ngạc liếc mắt nhìn ông ta, anh tuyệt đối không nghĩ tới, Lôi Bân vậy mà lại cũng tới. Mẹ ơi, chủ tịch Lôi của tập đoàn Hãn Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Lôi Bân là một nhân vật chân chính đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Lâm Hải. Người đàn ông mặc đồ Tây mang giày ra đứng trước mặt Lê Văn Vân đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó vội vã mở miệng, nếu chủ tịch lôi đã lên tiếng, chúng tôi tất nhiên là tin tưởng. Nói xong, anh ta khom người cung kính nói với Lê Văn Vân, xin lỗi anh. Lê Văn Vân khoát tay nói, không sao. Ở phía sau Lê Văn Vân, cả người Hà Mậu Tuấn đều đã ngây ngốc. chương 246 cậu ấy tặng cô thật đó. Đằng trước, khóe miệng Lê Hoán lộ ra một nụ cười nhạt, sau đó nhìn về phía phương quân nói rằng, đúng rồi, nếu Lê Văn Vân đang ở chỗ này, bây giờ anh trực tiếp gọi người đến đây đi, tiện thể chừng trị anh ta. Có đạo lý, phương quân nhếch môi, sau đó cầm điện thoại di động đứng dậy đi ra ngoài. Hội đấu giá vẫn tiếp tục. Sau khi đấu giá món hàng thứ nhất trông có vẻ kịch tính và nặng nề, khoảng thời gian kế tiếp là đấu giá một số món đồ gì đó vẫn chưa được tính là quý. Báo sau đó hà mậu tuấn cũng không dám nói gì thêm với lê văn vân sau khi ngây người một lát anh ta chủ động tìm một lý do chạy mất lê văn vân chỉ cần đấu giá được một món đồ anh ta đã có cảm giác mất mặt ngay từ đầu anh ta còn định tìm người đánh lê văn vân một trận thế nhưng thời điểm lôi bân nói giúp cho lê văn vân anh ta không dám làm ra hành vi nào khác lôi bân không phải là một nhân vật anh ta có thể trêu chọc nổi đối với chuyện này Đặng Hân Hân và Lê Văn Vân cũng không để ý lắm. Đặc biệt là Đặng Hân Hân, cô chỉ ước gì Hà Mậu Tuấn cút đi sớm một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đến lúc đấu giá món đồ quan trọng, một kiện vật phẩm quý báu xuất hiện lần nữa. Vật phẩm lần này cũng không phải đồ cổ, mà là một sợi dây truyền hột xoàn lấp lánh ánh sáng, có tên là Vì sao sa mạc. Hột xoàn có hình trái tim, công nghệ cũng tương đối hoàn mỹ. Khoảnh khắc ngọn đèn chiếu vào, quả thực là hết sức xa hoa thứ này xuất hiện khiến tất cả phụ nữ tại hiện trường đều thích đến mức. Phát điên. Cuối cùng, vì sao sa mạc đã được lôi bận ra giá 4.500 tỷ mua lại. Khoảng 10 giờ tối, hội đấu giá mới chính thức kết thúc. Lê Văn Vân được dẫn đến hậu trường cả thẻ tính tiền. Tính tiền xong, anh thuận lợi lấy được bút tích thật của đường dần, sau đó mỉm cười đưa cho Đặng Hân Hân nói, tặng cô. Đặng Hân Hân hơi sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn Lê Văn Vân nói, anh muốn tặng cho tôi. Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng vậy, không phải cô thích sao? Chương 247, cậu vẫn phải nắm chặt một chút mới được. Sắc mặt Lôi Bân hoàn toàn thất vọng, Lê Văn Vân à, cậu cũng đã trưởng thành rồi. Mặc dù đã từng kết hôn một lần, thế nhưng cũng đừng bởi vì những chuyện đã trải qua trong quá khứ mà để lại bóng ma trong lòng. Trên đời này vẫn có rất nhiều bố mẹ vợ tốt tính. Mau tìm một cô vợ đi, tôi cảm thấy quản lý đặng cũng không tệ trên mặt đắng hân hân lộ ra một nụ cười nhạt, hai má ửng đỏ, cô che miệng cười khẽ. Lê Văn Vân ho khan một tiếng, sau đó nói, thật ra là ông đó, ông cũng có thể mà. Đã tới tuổi này rồi, vẫn còn chơi trò lãng mạn cùng với chị dâu. Tôi lãng mạn cái rắm Lôi bân cầm một cái hộp tinh xảo trực tiếp ném cho Lê Văn Vân nói, tôi và nhà tôi là đôi vợ chồng già, đấu giá cái đồ chơi này thì có ích lợi gì. Cậu cũng biết đó, chị dâu của cậu rất tiết kiệm nếu như cô ấy biết tôi bỏ ra 4.500 tỷ đấu giá món đồ này cho cậu, có lẽ cô ấy sẽ chặt đứt chân tôi. Tôi đấu giá cho cậu đó, lần sau tìm một cô gái thì phải tin tưởng một chút. Lôi bần bĩu môi một cái rồi nói, cậu vẫn phải nắm chặt một chút mới được. Ách, Lê Văn Vân gãi đầu một cái, không nói gì thêm. Ở bên cạnh, Đặng Hân Hân cũng không quá mức kinh ngạc. Cô biết Lê Văn Vân có thể kim cương, thân phận rất thần bí. Bên cạnh anh cũng có rất nhiều bạn bè, cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Lê Văn Vân cầm hộp, vội ho một tiếng, chúng ta đi thôi. Ba người đi thẳng một đường ra bên ngoài, vừa tới cửa, sắc mặt Lê Văn Vân và Lôi Bân đều hơi giật giật. Bọn họ phát hiện, ở cửa khách sạn có mấy người đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Lê Văn Vân nhìn Lôi Bân một chút, sau đó quay sang Đặng Hân Hân nói, Hân Hân, cô lái xe trở về trước đi, tôi và chủ tịch Lôi muốn đi uống rượu một lát. Đặng Hân Hân gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Cảm ơn món quà của anh, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận." Lê Văn Vân cười cười, không nói gì thêm. Đợi Đặng Hân Hân lái xe rời đi, Lôi Bán Tháo cả vạt nói, "Xem ra ở Lâm Hải này cậu đã đắc tội không ít người." Chương 248, ai sai các người đến đây? Lê Văn Vân thành thật bước lên xe, mấy người còn lại cũng theo sát, con dao kia vẫn luôn chống sau lưng Lê Văn Vân, một người trong số đó cười lạnh nói, "Được đấy thằng nhóc." Một lần trêu chọc hết tất cả đám con nhà giàu ở Lâm Hải, mày sợ rằng không biết bản thân sẽ chết như thế nào à?" Lê Văn Vân cười nhìn bọn họ, "Ai sai các người đến đây?" "Đừng nói nhảm, đến rồi mày sẽ biết." Người kia hừ lạnh. Xe không ngừng tiến về phía trước, khoảng chừng hơn 20 phút sau, xe dừng lại ở cửa một câu lạc bộ tennis. Lê Văn Vân bị mắng chửi rồi đẩy xuống xe, đi vào. Lê Văn Vân sờ mũi, sau đó tiến vào trong câu lạc bộ thấy dáng vẻ này của Lê Văn Vân, một người cười nói, cha cha, gan cũng khá lớn đấy, đến bây giờ vẫn không hoang mang chút nào. Dù sao cũng là người đã từng ngồi tù 9 năm, bên cạnh có một người cười ha ha nói, có lẽ không biết đã bị thông cúc biết bao nhiêu lần rồi, chuyện này đối với cậu ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ha ha ha, cả đám người cười vang. Lê Văn Vân bị đẩy vào, đến một sân tennis được bật đèn. Lúc này trên hàng ghế dài bên cạnh sân tennis, Lê Hoán và Trương Dục nghênh ngang ngồi đó, cách đây không xa là Liễu Bạch và Phương Quân đang đánh bóng. Ngoài ra còn có mười mấy người, trong tay đám người này đều cầm gậy bóng chày, ống tuyếp các loại. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân đã đến, Phương Quân và Liễu Bạch thu vợt, Lê Văn Vân bị đẩy lên phía trước, rồi bị một đám người vây lại. Phương Quân lau mồ hôi sau đó đứng lên, Liễu Bạch và Trương Dục bên cạnh cũng đứng dậy theo, bọn họ đi vào trong vòng vây, như cười như không nhìn Lê Văn Vân. Trương Dục đánh giá Lê Văn Vân, cười nói a, à, mặt không biến sắc, quả nhiên là người từng ngồi tù 9 năm. Nói xong cậu ta thở dài một hơi, đã nói với anh rồi, tôi họ Trương, chữ trường trong từ hung hăng càn quấy, hiện tại anh nhớ cho kỹ đi. Trương 249 Lê Văn Vân, mày dám ra tay với tao. Liễu Bạch không nói chuyện, cậu ta tiến lên một bước, mỉm cười nhìn về phía Lê Văn Vân, đúng lúc đó cậu ta bỗng nhiên giơ cây vợt tennis trong tay lên, tàn nhẫn đập về phía chân Lê Văn Vân, trước tiên mày quỳ xuống rồi lại nói chuyện với bọn tao. Trong mắt Lê Văn Vân lóe lên ánh sáng lạnh, ngay sau đó anh bỗng giơ tay lên nắm lấy đầu liệu bạch ác độc ấn xuống đất. Liễu bạch chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn truyền đến, cậu ta không thể phản kháng, cộng thêm cánh tay đang dùng lực phung ra ngoài, trong giây lát bị mất trọng tâm, phát đập này lại đánh lên người phương quân. Bốp, âm, hai âm thanh lần lượt vang lên, chân phương quân bị đập một phát, đau đến nhe răng trợn mắt, còn Liễu Bạch bị Lê Văn Vân hung ác nhấn đầu xuống đất. Lần này Liễu Bạch trực tiếp bị đập đến mức muốn hôn mê, phát ra từng trận kêu la thảm thiết. Lê Văn Vân đối với việc khống chế sức mạnh có thể nói là cực kỳ ảo diệu, cú đánh này không tạo thành tổn thương chí mạng cho Liễu Bạch, cũng không làm cậu ta ngất đi, tuy nhiên tuyệt đối có thể làm cậu ta cảm thấy đau đớn tột cùng. A, à, tiếng kêu thảm thiết của Liễu Bạch khiến tất cả mọi người đều giật mình. Bọn họ không ngờ khi Lê Văn Vân đối mặt với nhiều người như vậy lại dám ra tay, hơn nữa chỉ trong nháy mắt đã ấn Liễu Bạch xuống đất. Mẹ nó mày dám ra tay. Phương Quân không quan tâm đau đớn trên người, quay đầu nhìn Lê Văn Vân. Đám người vây quanh Lê Văn Vân cũng đồng loạt hướng về bên này, có người cầm ống tuyết chỉ vào Lê Văn Vân mắng chửi. Khóe miệng Lê Hoán và Trương Dục đang đứng bên cạnh đều giật giật. Một cú vừa rồi của Liễu Bạch, bọn họ nhìn thôi cũng thấy đau trời mới biết được hiện tại liễu bạch sẽ đau đến mức nào đối mặt với tình huống bây giờ lê văn vân đang ngồi dưới đất cười híp mắt đứng dậy sau đó chân của anh dẫm lên mặt liễu bạch như cười như không nhìn phương quân mày bỏ chân ra cho tao phương quân trừng mắt quát liễu bạch là cháu trai ruột của ông cụ nhà họ liễu mày lại dám ra tay với cậu ta tao thấy mày không muốn sống nữa rồi buông ra cho tao trương dục giật cây gậy bóng chảy của người đứng bên cạnh xông về trước đập về phía lê văn vân Bốp! đúng lúc này lê văn vân lại có thể bắt được cây gậy kia trương dục ngẩn ra trong nháy mắt cổ tay của lê văn vân chợt phát lực dây tiếp theo phần đầu của gậy bóng chày trực tiếp vỡ ra biến thành một đồng vụn gỗ trương dục sợ đến mức suýt tè ra quần cậu ta vô thức buông lỏng gây bóng chày lùi về phía sau vài bước kinh hãi nhìn lê văn vân đám người vây xung quanh cũng không có ai dám tiến lên một bước Lê Hoán và Phương Quân há hốc mồm, không tin nổi nhìn Lê Văn Vân. Cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể trực tiếp bóp nát một cây gậy bóng chày? Mày, Phương Quân há miệng muốn nói hai câu, thế nhưng cảm giác cổ hỏng tựa như bị mắc kẹt, một câu cũng không thể nói được, một màn này khiến cậu ta cực kỳ chấn động. Lê Văn Vân thổi vụ gỗ trên tay sau đó vỗ vỗ tay nói, ai, chất lượng cây gậy này kém quá, mới sờ một cái đã nát vụn rồi. Tiếp theo, trong ánh nhìn kinh hãi của mọi người, Lê Văn Vân híp mắt cười đi đến trước mặt Lê Hoán và Phương Quân. Sau đó giơ tay lên. Bốp bốp bốp. Chương 250 nhớ kỹ, sau này đừng có gây chuyện với tôi. Chiếc hộp ngôi sao sa mạc này, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng trên buổi đấu giá vừa rồi. Mà đây là do Lôi Bân chi ra 1500 vạn mới lấy được. Lôi Bân là ai? Chủ tịch tập đoàn Hán Vũ, ở Lâm Hải không ai muốn đụng chạm phải người này bản thân quy mô tập đoàn Hãn Vũ đã rất lớn, phóng tầm mắt ra toàn quốc, cũng là một trong những tập đoàn hàng đầu, cho dù là giàu sang quyền thế như nhà họ Lê cũng phải kiêng rẻ một hai, hơn nữa tập đoàn Hãn Vũ còn chủ động tiến hành cạnh tranh với nhà họ Lê trên một số sản nghiệp. Đa số thời điểm vẫn có thể cạnh tranh được, từ bản sau lưng cũng được, bối cảnh cũng thế, đều khá là khủng bố. Ở Lâm Hải, không ai hy vọng đụng phải lôi bân. Cho nên khi phương quân nhìn thấy, ngôi sao sa mạc, của lôi bân xuất hiện trong tay Lê Văn Vân, trong mắt cậu ta hơi co lại. Môi sao ngôi sao sa mạc lại ở trong tay mày? Phương quân thở ra một hơi hỏi. Cái này, Lê Văn Vân sờ mũi nói, chủ tịch lôi bảo tôi mang về giúp ông ấy, làm sao? Sắc mặt Lê Hoán cũng hơi biến đổi. Bọn họ không thể không suy xét lại quan hệ giữa Lê Văn Vân và Lôi Bân. Không, từ lúc bắt đầu cuộc đấu giá, Lôi Bân lên tiếng vì Lê Văn Vân, Đến hiện tại ngôi sao sa mạc mà Lôi Bân mua được lại giao cho Lê Văn Vân đều chứng minh rằng quan hệ giữa hai người họ không hề tầm thường. Lê Văn Vân lạnh nhạt nhìn Lê Hoán, lại nhìn sang Phương Quân, sau đó xoay người nhìn Liếu Bạch trên mặt đất, nhớ kỹ, sau này đừng có gây chuyện với tôi. Nói xong anh lập tức đi ra khỏi câu lạc bộ tennis. Hơn 10 tên vừa nãy không một ai dám lên tiếng. Một là đám Phương Quân không bảo bọn họ lên, hai là một màn tay không bóp nát gây bóng chảy vừa rồi của Lê Văn Vân thực sự dọa bọn họ sợ suốt tè ra quần. Nhìn Lê Văn Vân nghênh ngang rời đi, những người còn lại mới vội vã đỡ Liễu Bạch lên, lúc này máu của Liễu Bạch đã chảy đầy đất. Audio điện tử võ tấn bền chương 251 Lê Văn Vân cũng ôm anh ta. Nhưng đồng thời hiện tại anh ta không nắm bắt được nhiều đối với Lê Văn Vân, anh ta nghiến răng, thở ra một hơi, cứ chờ đi, xem Liễu Bạch nói thế. Nào, vẻ mặt Phương Quân hơi động. Đúng thế, Liễu Bạch bị Lê Văn Vân đánh thành bộ dạng này, người nhà họ Liễu chắc chắn sẽ không chịu để yên. Bọn họ kiêng dè tập đoàn Hán Vũ là do sợ vì bản thân mình mà tập đoàn Hán Vũ sẽ trở mặt với dòng họ của bọn họ, đến lúc đó dòng họ bị tổn thất, bọn họ sẽ không cách nào chịu được cơn giận dữ đó. Nhưng nhà họ Liễu không giống vậy, Liễu Vân Sơn sở hữu thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, có thể điều động tài chính hàng trăm tỷ tại ngân hàng Tân Hải đồng thời nắm giữ rất nhiều quyền hạn. Liễu Bạch phải chịu khuất nhục như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua như thế. Bọn họ nghĩ như thế nào, Lê Văn Vân hoàn toàn không để ý, ra tới bên ngoài anh cũng không lập tức trở về nhà mà lại thuê xe đến một địa điểm cạnh bờ sông. Anh đã hẹn với Hoàng Thị Kỳ, buổi tối sẽ đưa Ngô Nghiêu đến người gác. Đêm, tới địa điểm hẹn, Ngô Nghiêu đang giữ hai chiếc vali ngồi ở đó, sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, vẻ mặt anh ta hưng phấn tươi cười, cậu tự mình đến tiễn tôi sao? Không, chờ lát nữa sẽ có người đến đón cậu, Lê Văn Vân sờ mũi nói. Đến đón cậu ta chính là Tần Quốc Thành. Thật ra gia nhập người gác đêm rất phiền phức, trước tiên cậu ta phải đi theo Tân Quốc Thành đến trụ sở tạm thời của người gác đêm, sau đó tiến vào trại tân binh, tiếp đó lại nhận biên. Khoảng 11 giờ, một chiếc xe Việt giã dừng lại trước mặt họ, ngay sau đó có hai người nhảy từ trên xe xuống, ngoại trừ Tần Quốc Thịnh còn có tất hoa vũ cũng chạy đến đây. Sau khi anh ta nhìn thấy Lê Văn Vân liền bước nhanh đến, kế đó ôm chặt anh, người anh em. chương 252, mẹ nó, đây là ngôi sao nào vậy? Ba năm trước Lê Văn Vân đã biết đến bảng xếp hạng sát thủ, anh khá là quen thuộc với mấy biệt danh kia, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy biệt danh của Ngô Nghiêu. Ngô Nghiêu cợt nhả hất tóc, đúng thế. Cái tên giả ngầu trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới ngầm à. Tần Quốc Thành híp mắt cười nhìn Ngô Nghiêu nói, mỗi lần giết người xong đều sẽ vứt vài lá bài năm cơ lên thi thể. Lê Văn Vân kinh ngạc nhìn Ngô Nghiêu. Ngô Nghiêu vội vàng ho một tiếng, cuộc sống mà, phải có chút cảm giác nghi thức chứ. Được rồi, lên xe đi, Tần Quốc Thành nói, đến người gác đêm. Ngô Nghiêu nhìn về phía Lê Văn Vân, anh cười với cậu ta, đi đi, đừng là sự phụ cậu thất vọng. Sau khi tiễn Ngô Nghiêu đi, Lê Văn Vân mới thở dài bắt xe nhanh chóng về nhà cùng lúc đó tại sân bay của lâm hải lúc này trong máy bay một người đàn ông trung niên mặc áo gió bước ra ông ta đeo kính và khẩu trang dáng người khá cao lớn đứng bên cạnh ông ta có hai người phụ nữ vóc người cực kỳ đẹp nhưng khuôn mặt lạnh như băng ông ta giống như tổng giám đốc độc tài chuyên chế mà hai người phụ nữ kia giống như người tình của ông ta đi đường cuốn theo gió thu hút không ít sự chú ý mẹ nó đây là ngôi sao nào vậy không biết chắc là nhân vật lớn gì đó. Sự xuất hiện của ông ta khiến không ít người liếc nhìn. Chương 253, anh thấy tôi có đẹp không? "Thật sao?" Lê Cảnh An nghi ngờ hỏi. "Con lừa ba làm gì?" Lê Văn Vân bất lực nói. Vợ chồng hai người thở phào, "Đúng rồi, ngày mai con đi xem mắt một buổi đi." Lê Văn Vân ngẩn người, "Cái người lần trước cậu giới thiệu kia chẳng phải không đồng ý gặp con sao?" "Là gì út con giới thiệu cho?" Tào Vân nói, con giúp Liễu Ngọc tìm được công việc tốt, bọn họ rất biết ơn, dì út con nói sẽ giới thiệu cho con đến khi nào tìm được bạn gái mới thôi. Lê Văn Vân choáng váng, anh vội vã nói, mẹ, con có bạn gái rồi. Câu liên tục giới thiệu cho đến khi Lê Văn Vân tìm được bạn gái của Tào Vân, khiến Lê Văn Vân thực sự bị dọa sợ. Mẹ còn lâu mới tin con, Tào Vân nói, trừ phi còn dẫn về cho mẹ xem thử thì mẹ mới tin, ngày mai con tranh thủ thời gian đi xem một chút biết đâu còn lại vừa ý người ta thì sao? Lê Văn Vân im lặng, anh không còn cách nào khác chỉ có thể đồng ý. Khi trở về phòng, Lê Văn Vân suy nghĩ nói, bà nó chứ, anh đã làm bạn trai cho Đặng Hân Hân và Đỗ Tịch Tịch mấy lần rồi, để cho bọn họ giả vờ một lần mới được. Dù thế nào đi nữa, lần này mình cũng phải lừa dối bố mẹ đã. Anh nằm ở trên giường, không lâu sau điện thoại di động của anh khẽ vang lên, Lê Văn Vân cầm điện thoại di động lên nhìn là video cô của hoa hồng đó. Lê Văn Vân nhíu mày nhận điện thoại, sau đó trong điện thoại hiện ra một bóng dáng vô cùng xinh đẹp. Hoa hồng đỏ đang ở trong phòng, cô ta mặc đồ rất ít, bóng dáng vô cùng xinh đẹp đó khiến Lê Văn Vân suýt chảy máu mũi. Anh thấy tôi có đẹp không? Hoa hồng đỏ cười tươi hỏi, nếu anh thấy đẹp thì có thể tới tìm tôi để cảm nhận một chút, tôi có mùi vị rất ngon đấy. Lê Văn Vân vội vàng thu lại tâm tư nói, cô có chuyện gì thế? chương 254, không phải anh muốn tôi lấy thân báo đáp chứ? Hả, sắc mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi. Tập đoàn Hoàn Vũ, mục tiêu của Hồng Nguyệt hướng tới Trần Mỹ Huyên. Sao? À còn chuyện này nữa, chắc hạo người này rất có sức hấp dẫn, mục đích. Của ông ta chắc là muốn tự mình ra tay theo đuổi Trần Mỹ Huyên. Loại phụ nữ trẻ đã ly hôn và cô đơn này có lẽ khó có thể chống lại sự cám dỗ của ông ta. Hoa hồng đỏ cười nói, thực ra, Đôi khi tôi cũng không thể chống lại ông ta, chỉ tiếc là hiếm khi tôi gặp được ông ta. Lê Văn Vân ho khan một tiếng, sau đó tiếp tục nói, "Được rồi, tôi hiểu rồi. Cô giúp tôi để ý đến hành trình và địa chỉ của ông ta, tôi sẽ tự ra tay." "Ồ, anh không muốn nhìn thấy người ta như vậy sao?" Sau khi nói xong, Hoa Hồng đỏ liếm đôi môi đỏ mọng gợi cảm hỏi, "Tuy rằng anh không muốn gặp hiện thực, nhưng chúng ta xem qua video cũng được, hương vị cũng rất." "Tốt." Trong khi nói chuyện, cô ta còn tạo dáng vô cùng gợi cảm. Con mẹ nó, Lê Văn Vân bị dáng vẻ này làm máu nóng sục sôi, cảm thấy không chịu nổi nên anh vội vàng tắt video cô. Sau đó anh chạy vào nhà vệ sinh và tắm nước lạnh mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Qua một đêm, ngày hôm sau, Lê Văn Vân vẫn đến công ty với Lê Cảnh An như thường lệ. Sau khi đến cửa tập đoàn Hán Vũ, anh tìm lý do chạy mất, sau đó chạy đến nhà Đặng Hân Hân ngủ, đến chưa được đỗ Tịch Tịch gọi dậy. Lê Văn Vân tỉnh lại, nhìn xung quanh hỏi, Trần Hiểu Nguyệt đâu? Tôi không biết, gần đây cô ấy rất thần bí, mỗi ngày sau khi thức dậy cô ấy đều chạy ra ngoài đến tối mới quay trở về nên tôi cũng không biết cô ấy đang làm gì." Đỗ Tịch Tịch nhún vai nói. Lê Văn Vân sướng sờ một lúc, có lẽ anh biết những gì mà Trần Hiểu Nguyệt đã trải qua. Chương 255 Tôi muốn khóc cũng không khóc được. Anh không phải nói dối, hôm đó khi anh nhìn thấy dáng người của Hiểu Nguyệt nước miếng của anh đều sắp chạm xuống đất rồi đỗ tịch tịch nhìn chừng mắt nói lê văn vân không nói nên lời thở dài nói thôi được rồi tôi nói thật vậy từ khi bố mẹ tôi thấy tôi quay trở về bọn họ luôn nghĩ mọi cách để giới thiệu cho tôi một người bạn gái buổi tối tôi còn phải đi xem mắt nếu không khiến bố mẹ tôi tin rằng tôi có bạn gái thì bọn họ sẽ tiếp tục bắt tôi đi xem mắt hi hi đỗ tịch tịch bật cười một lúc sau đó nhìn lê văn vân nói xem mắt rất tốt mà biết đâu anh lại quen được một người đẹp nếu là người đẹp bên cạnh tôi chỉ có quỷ mới biết có bao nhiêu người theo đuổi tôi đâu cần phải đi xem mắt lê văn vân cạn lời hỏi vì vậy tôi cảm thấy hay là khi nào có đóng giả làm bạn gái của tôi đi gặp bố mẹ tôi thử xem sao đỗ tịch tịch sửng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nói cũng không phải không được nếu anh có thể chiêu đãi khiến tôi vừa lòng thì tôi sẽ đi cùng anh đó là điều hiển nhiên, Lê Văn Vân nói, các nhà hàng ở thành phố Lâm Hải, cô cứ tùy ý lựa chọn. Đây là điều anh nói đấy, vậy chúng ta hãy đến nhà hàng Vinh Hoa, đồ ăn ở chỗ đó cực kỳ ngon, nghe nói đầu bếp ở đó còn là đàn anh của thầy Tư. Đỗ Tịch Tịch nói, thầy Tư là đầu bếp được Phạm Nhược viết chữa khỏi cánh tay ở Giang. Thành, Lê Văn Vân không ngờ đầu bếp của nhà hàng Vinh Hoa còn có mối quan hệ này với mình, anh gật đầu nói không có vấn đề gì. Đương nhiên không có vấn đề gì, trong tay anh có thẻ hắc kim của nhà hàng Vinh Hoa có thể đi ăn uống miễn phí. Sau khi nói xong, hai người đi thẳng ra ngoài và bắt taxi đến nhà hàng Vinh Hoa. Sau khi ăn cơm xong, buổi chiều hai người cùng nhau đến quán internet chơi trò chơi, mãi đến khoảng 5 giờ mới cùng nhau bước ra khỏi quán internet. Lê Văn Vân nói, cô đi tìm đám người diệp mộng chơi đi, tôi đi ứng phó với đối tượng xem mắt một lát. Audio điện tử Võ Tấn Bền Chương 256, người không có nghề nghiệp sao? Một lát sau, anh đi vào trong quán cà phê, sau khi hỏi nhân viên phục vụ, anh nhìn thấy cách đó không xa ở bên cạnh cửa sổ có một cô gái mặc chiếc váy màu trắng đang ngồi ở đó. Với mái tóc dài thả xuôi xuống không thể nhìn rõ vẻ ngoài của cô ta, nhưng nhìn từ phía sau chắc cũng được. Lê Văn Vân sờ mũi, đi tới gần phía trước nhẹ giọng hỏi, "Xin hỏi có phải là cô Doãn Thị Đan không?" Lúc này Lê Văn Vân cũng nhìn thấy khuôn mặt của cô gái. Chỉ có thể nói là ngoại hình trung bình khoảng 5 điểm, nhưng so với những người đẹp hàng đầu như Đỗ Tịch Tịch và Đặng Hân Hân vẫn còn kém. Xa, Doãn Thị Đan ngước mắt lên nhìn Lê Văn Vân, khi nhìn thấy bộ đồ của Lê Văn Vân, lông mày của cô ta hơi nhíu lại, sau đó nhạt nhẽo nói tôi đến sớm hơn anh tròn 13 phút. Lê Văn Vân vô cùng ngạc nhiên, hối lỗi nói ừm, thời gian hẹn là 6 giờ, bây giờ mới 5 giờ 50 phút, Tôi đoán là chưa muộn. Để một cô gái đến trước là điều vô cùng bất lịch sự. Doãn Thi Đan nhìn Lê Văn Vân, sau đó nhíu mày nói, anh ngồi xuống trước đi. Đối với buổi xem mắt, hình như cô ta đã rất quen thuộc và không có bất kỳ cảm giác xa lạ nào. Chờ sau khi Lê Văn Vân ngồi xuống, cô gái nhìn Lê Văn Vân, nhận xét nói, anh mặc bộ quần áo này có phần thấp kém. Nếu anh muốn đi cùng với tôi thì sau này anh phải thay đổi nó mới được. Ừm. Lê Văn Vân yên lặng. Sau đó cô gái lại nhíu mày nói, tôi nghe gì Tào nói lúc trước bởi vì một vài chuyện mà anh phải ngồi tù và vừa mới ra tù. Là vì chuyện gì và hiện tại anh làm công việc gì? Nghe thấy câu hỏi của cô ta, Lê Văn Vân hơi xấu hổ. mươi 257, sao cô lại đi theo tôi đến đây? Ngay sau đó, Doãn Thị Đan bật cười, cười khinh thường nhìn về phía Lê Văn Vân nói, đúng là đi xem mắt nhiều sẽ có khả năng gặp được loại người kỳ lạ, người giống như anh cũng có thể giới thiệu cho tôi. Anh đã ngồi tù 9 năm, không có nghề nghiệp, tưởng bố anh có một công việc tốt, kết quả chỉ là một người tạm giữ chức vụ mà thôi. Trong ánh mắt Doãn Thị Đan hiện ra vẻ kiêu ngạo hỏi, anh có biết tôi làm việc gì không? Tôi nghe nói cô làm việc trong tập đoàn Hoàn Vũ, tôi quen biết Trần Mỹ Huyên cũng chính là chủ tịch của cô. Lê Văn Vân nói, được rồi, bây giờ lại còn thích khoác lác. Doãn Thi Đan lạnh nhạt nói, sao anh có thể quen biết chủ tịch của chúng tôi? Cách ăn mặc của anh vô cùng kém, người đã thấp kém lại còn ngồi tù, gì tào cũng thật là. Một người như vậy cũng giới thiệu cho tôi, thật lãng phí thời gian của tôi. Tôi còn cho rằng bố anh là phó chủ tịch của tập đoàn Hán Vũ, ngay cả khi anh đã từng ngồi tù, anh vẫn có thể tìm được một chức vụ trong tập đoàn Hán Vũ. Kết quả bố anh chỉ là một người có chức vụ nhàn hạ. Doãn Thi Đan cười lạnh nói, thật là lãng phí thời gian khi nghe thấy lời này trong lòng lê văn vân hơi vui mừng rõ ràng doãn thị đan này không thích lê văn vân lê văn vân mỉm cười anh còn mặt mũi để cười sao doãn thị đan nhìn thấy lê văn vân cười hình như càng tức giận cô ta trừng mắt nói sao loại người như anh lại có mặt mũi đi xem mắt chứ ừ bởi vì cô không thích tôi nên chúng ta sẽ dừng lại ở đây lê văn vân không muốn tranh cãi với cô ta anh vội vàng nói Chương 258 có hài lòng không? Sau khi thanh toán tiền, Lê Văn Vân đứng dậy nói, tôi về nhà đây, cô cũng về nhà sớm đi. Hai người đi ra ngoài và tự bắt taxi rời đi. Cùng lúc đó trên một chiếc taxi khác, sắc mặt của Doãn Thị Đan vô cùng khó coi, cô ta cảm thấy sự xuất hiện của Lê Văn Vân hoàn toàn chính là lãng phí thời gian của cô ta, cô ta cảm thấy Tào Dung đúng là người nào cũng giới thiệu cho cô ta cô ta tức giận nên lấy điện thoại ra để tìm số điện thoại của tào dung và gọi ngay lập tức alo ngay sau đó đầu bên kia tào dung đã nhận điện thoại hỏi thi đan sao rồi cháu gặp lê văn vân chưa có hài lòng không cháu hài lòng cái gì chứ giọng nói của doãn thi đan vô cùng khó chịu dì tào dì cảm thấy cháu rất xấu đúng không loại người nào dì cũng giới thiệu cho cháu dì giới thiệu cho cháu người cháu này của dì đã ngồi tù mấy năm không nhà không xe, còn không có công việc. Dì đang sỉ nhục cháu đúng không? Dì cho rằng cháu chỉ xứng với loại người này sao? Tào Dung sửng sốt một chút nói, Lê Văn Vân nói với cháu như vậy à? Đứa nhỏ này đúng thật là. Dì tao, sau này dì cũng đừng giới thiệu ai cho cháu nữa. Doãn Thi Đan cười lạnh nói. Tào Dung vội vàng nói, Thi Đan, không phải như vậy đâu, Lê Văn Vân đúng là đã ngồi tù vài năm, nhưng bây giờ cậu ấy có việc làm mà, Cậu ấy làm việc cho tập đoàn Hán Vũ, chính là trợ lý duy nhất của doanh nhân Lôi Bân ở tập đoàn Hán Vũ, hơn nữa cậu ấy có quan hệ rất tốt với chủ tịch Lôi. Trước đây cậu ấy đã gọi điện cho chủ tịch Lôi và tìm việc làm cho Liễu Ngọc. Gì nói việc làm của Liễu Ngọc là do anh ta giới thiệu sao? Doãn Thi Đan xứng sở hỏi. Đúng thế, Tào Dung nói, hơn nữa, cậu ấy còn có quan hệ rất tốt với Trần Mỹ Huyên, chủ tịch công ty các người dì còn nghĩ nếu cháu có thể làm quen với cậu ấy thì sẽ có lợi cho công việc của cháu. Sao dì có thể tùy tiện giới thiệu người nào đó cho cháu chứ? Tuy rằng bố của Lê Văn Vân làm công việc nhàn hạ, nhưng lương hàng năm của ông ấy cũng là mấy trăm vạn. chương 259 quan trọng là anh ta đã có bạn gái rồi. Một lúc sau, cô ta nghiến răng nói, dì tao, nếu không thì dì hẹn anh ta một lần nữa giúp cháu, cháu muốn thử nói chuyện với anh ta một lần nữa. Được thôi, Tào Dung vội vàng nói. Phía bên kia, đương nhiên Lê Văn Vân không biết những chuyện này, anh bắt xe quay trở về khu chung cư của mình. Khi vừa đến cổng chung cư, ánh mắt của anh hơi thay đổi nhìn về một hướng. Có hai người phụ nữ xinh đẹp cao điệu đứng ở đó, bọn họ mặc váy hở hông, lộ đôi chân dài. Váy của hai người một chiếc màu đen một chiếc màu trắng, dáng người hoàn hảo đủ để khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải ngoái. Nhìn điều quan trọng nhất là hai người phụ nữ này trông giống y như nhau. Bọn họ đang đứng bên cạnh đường quốc lộ, hình như đang chờ xe và đang nói chuyện với nhau. Ồ, cặp song xinh xinh đẹp, trong lòng Lê Văn Vân vô cùng ngạc nhiên nói. Ngay khi anh nhìn về phía bọn họ, cặp song sinh đó cũng liếc nhìn anh, nhưng ánh mắt của bọn họ nhanh chóng rời đi. Không chờ Lê Văn Vân thưởng thức quá lâu, một giọng nói vang lên bên cạnh anh, Lê Văn Vân. Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, Phát hiện bên cạnh có một cánh cửa xe mở ra, sau đó có một người cầm hai hộp quà bước xuống xe, rõ ràng là Tả Hạo. Chương 260, vậy cũng được. Gương mặt Tả Hạo tràn đầy tuyệt vọng, ôm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất. Anh ta không nghĩ rằng tập đoàn Hãn Vũ thực sự sẽ ra tay giúp đỡ Lê Văn Vân. Anh ta không ngờ công ty mà anh ta mất bao nhiêu năm dày công gây dựng lại có thể lâm vào tình cảnh phá sản trong thời gian ngắn như vậy. Trong khi bọn họ nói chuyện, một cặp song sinh cách đó không xa nhìn hai người họ như thể đang xem một vở kịch, nếu để ý sẽ thấy rằng ánh mắt bọn họ nhìn Lê Văn Vân thoáng tia lạnh lùng, nhưng dễ thấy hơn vẫn dáng vẻ đang xem một vở kịch. Hai người này chính là hai người phụ nữ bên cạnh chắc hạo, bọn họ đến đây là để thăm dò tình hình. Địa chỉ của Lê Văn Vân do Lê Hàng đưa cho họ, bọn họ muốn đến xác nhận một chút, thăm dò tình hình, đồng thời nếu như có thể sẽ tiếp cận với Lê Văn Vân một cách tự nhiên nhất. Nhìn bóng dáng của Lê Văn Vân, người phụ nữ mặc váy đen nở nụ cười, sau đó rút điện thoại ra bấm gọi. "Ông chủ." Rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy, cô ta lên tiếng với một giọng nói rất dễ nghe. "Thế nào rồi?" Trong điện thoại, một giọng nói trầm khàn vang lên. "Audio điện tử Võ Tấn Bền." Hết chương 260.